gái lâu hơn là bạn gái. Hôm nay tiếp tục cùng mình làm tiết kiệm nha mọi người ơi. Cố tình mà. Ngồi. Ai ngồi cố tình mà. Thì cái chị không ok, trời phải bịt miệng là chị không ok. Đâu quá? Mình còn khách đó mà. Thế đem em xóa đi quá. Thế đem ngày nãy tới ngày mãi rồi. Mà đem được chưa? Đây là xóa chưa? Ngủ.
Xóa bây giờ luôn cho đáng, đèn đầu xóa đi chứ để gì nữa. Thầy đi thầy bữa đến ngày 24 rồi mới xóa ngày 22 đi để làm gì nữa. Đang máy tiền cơm đang rồi cùng miếng tôi quấy đỡ hả tưởng gì đó mấy mấy giật giật chục cái xô xô chục chẳng được lồn nữa. Anh Đạo mình kêu thằng được mà mấy thằng đi lượm chay ha tụi cho chú chốt mà kêu thằng mấy đứa ngon 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 tuổi này. Có he thèn. Có he thèn chứ. He thèn mà nuốt. Trà nước bao kìa. Trà nước bao quen ông mà cái bự bự đó kìa. Ông mới có câu mà ơi. Bương coi phốt luôn kìa. Cái trà nước bao này lại kêu cái này là trà nước bao không biết chứ không phải là bao không bao có tình cướp thôi cái gì. Ông mới có câu mà ơi. Khi đấu à? Chụp. Chị kình nữa tao. Tao. Mình lộ mắt mẹ cái tao.
Chạy mùa ra một cái bộ 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 hết. À đây là nãy bên mình không có lá cờ bài. Bạn này biết ai lái cờ ta? Bạn này ai lái? Họ lái, Mr. Bình lái. Đồng hợp có cờ mua mình mua cờ lái. Mua qua ta ra bên cờ nào. Em kêu quốc rồi chạy quốc rồi cách đỡ bên hả? Nói chung mà tao bắt đầu thân hơn tao của mình. Thằng đoàn là quản lý cái dự án này mà, nên đoàn nên quốc hùng xe chuyên đoàn cũng chấp nhận mà. Đúng rồi. Em thêm thử thách rồi vô chẳng phải chứ mấy chị vậy? Đấy. Cùng anh Nam Văn rồi đi ăn về đó. Cùng anh Nam Văn, cùng cô Nam Văn gì đó. Vào về là nhân viên cứ bỏ tốt đi, tại sao như mẹ bỏ tốt xong buồn làm tiếng ơi chỉ có việc không tóc nó nhiên là chạy đáng quần luôn à.
Tao kêu: tại sao Duyên cứ bỏ đây, bỏ tóc một mình ở đây? Tóc không tóc chỗ mua, mà Duyên lại bỏ tóc đây. Rồi tóc bị khùng luôn, Điên cũng nhẹ nhẹ thôi đó. Chứ có đổi nhanh đâu mà không chậm. Tóc, tóc có đổi nhanh đâu mà không chậm. Ở trong ông mua lùm sao không biết, bạn lùm sao sao rồi, ông mua vô xa thì nhào xa. Đùa vô. Alo tóc. Nam sĩ, nút đầu nam sĩ mà, nút rồi đó, em đua kìa. Anh ta đua tầm 10 lít thôi, chồng nó 10 lít của anh đây. Mà phải quy định máy vái rồi đi chứ, chứ không mà đua thì gió có lại đua vái rồi chứ. Đúng rồi, chính xác. Bóng trồng ngọt hơn tóc kìa, không mua nhiều tóc nè. Tóc. Ê, chứ đua với quốc này thì do mình đua rồi, nhưng mà phải nè. Đèo cát thì đi. Chị đi tới bây giờ đua ra một tiếng rồi mới học, chị không biết, nhưng mà chỉ cần là... Phải như thế này. Tóc mà làm đấy, thế này là đi mà. Chị đưa quốc, chờ tới đây rồi, anh có thôi mà thôi nữa đi anh đó kìa. Thôi thôi nữa đi anh. Ủa? Thằng ai mới tính một đi bài mới tính con trường à? Chính nhiệm vụ mà lộ không được hết luôn kìa. Không được hết luôn mà. Nó kìa mày mở nhiệm vụ nó không lộn được kia luôn kìa mày. Ừ. Cái dao nó coi như không được nữa gì nữa, dao mình đi hiếm lắm, vẫn mở mồ. Không đỡ bóng rồi đó, bóng gỗ rồi kìa. Vì nhòa dĩ đảo hơn, không ai chú ấy hết. Thì vì nhòa dĩ đảo hơn, không ai chú ý hết đó. Vậy đó. Vì đảo xe quay đi, đi xe nó gì ta to. Vì đảo xe quay mới đi xe quay hợp đó. Tốn 1.400 tỷ kìa. Cho trò sữa kìa. Wow.
tao mấy hôm nay có khó. Nén làm chi mà đi dân tập tọa mà tao đem về là gì tao không đem ra. Bắt mày với đồ ta đem đi mua cho dừa. Ngủ người đứa mình mua đồ ta. Mà không có đâu khó, không có khó. Không có. Mà túi đi rồi không mà tao đem khó nào. Chợ không vừa mới thôi. Nó tà mày có tà hết rồi kiểu gì. Mày thấy có mồ mạc được tao mới mạc. Mà mày mạc thử nè, mày mạc thử cái đường nè. Được không? Được không? Đấy. Đủ mạc ấy đứa ghé mà. Ê, rách là mua cái mới nha. Ủa đắt nhất rồi chứ. Dạ. Dạ túi qua lại ăn quay đây mà. Chứ bình thường số mua hay mà. Ê à. Ê. À tóc bự mà đang ổ khoáng ở đây mà rồi. Bình thường mà. Vãi nhái. Thôi tóc bự đụng mà hàng dân bán nó bỏ mình đúng mà gặp tao là xúc cái mỏ mà lụng như bỏ. Con tre mới sống nữa lại như vậy nổ tóc. Không bền, không bồ ra một dối, ông đụng đừng có bị mình. Ông còn bị mình, ông còn mắt nè. Muốn anh có khó chạy mượn rõ ràng nữa mà. Đúng rồi. Ây, lọc tới mấy cái giai đoạn quan trọng là nín tới quý, quan điếc. Anh xa không làm em khóc. Ngủ khiến to kinh cái tập rồi. Ta lại đang ơn tập tọa nhưng mà ta không ơn tập cái to nữa nè. Ta tập cái chát ngủ thôi. Tập to ghê quá đi. Nên rõ đại bàn cỡ bàn quần đất là được rồi. Gì đấy? Cái trường là má tôi mà. Cọc ra. Rồi đợi xem. Học con tên tao quay với khùng không ấy. Tại sao tao làm ạ? Tại sao tao làm thằng cháu chứ không khó lắm hả? Không đi thấp đi ơi. Bỏ cái gì màu rỡ chưa ra luôn nè. Góc quá nè. Góc quá nè. Rồi đâu. Ê, lâu được phòng quái rồi đi. Cấp 12 này đâu không có nè. Á đụng. Có nè, đổ lên sao nè. Nè. Thôi còn kẻ nè. Nè, lâu phòng quái rồi. Á đụng. Có nè. Ba mẹ mọi người.
nhanh quá. Một quái đọc tiền cái thế bài mình đảo mình đứa còn ngơ nếu mà cũng ro chứ. Cuốn bi à.
Người ta hay kêu eo eo. Mấy cái hai gái mà tháng thì mình có biệt mà có hai gái mấy gái. Hai hai gái. Bị ngáo gì mày kìa. Hồi hôm qua khi ở Trung Quốc, khi nổi tiếng ở Trung Quốc đô la chim cái bị cầm đầm mọn núa là dùm cho cắp, dùm cho cắm vậy. Cái leo ra khỏi thằng tự tử không mày. Ô trời. Nó nè. Ô trời. Đi đi cho nội. Ở đâu? Ở đâu rồi? Cái
cái idol Trung Quốc khi đôi livestream á bị cộng đồng mạng tấn công là kêu khi mình có cấm kìa. Đủ khi nhả cửa sổ trách luôn ơi. Nó kìa đủ. Vãi. Suy nghĩ gì vui vậy đó bạn. Không dùng thì thâu với mấy chị hồi có dùng cũng rứa thâu chứ. Vui à. Quốc mình quở hay ra ngoài Quốc ơi. Mình quở hay ra mà một cái he đi Quốc. Một vé luôn rồi chứ bo vé xuống một vé dễ gác luôn.
thằng xa lưng nó lái rồi kìa. Trời quân nó có một phái to kìa. Ở đâu? Cua không mà đem ăn cơm tao ngồi nhiêu à. Mà đây về không đem à xí à, túi mình ngồi về lần nữa mà tao kêu ra không đem mày luôn. Ở đây ổ khóa chưa? Đó. Tôi mua cần thì 5 triệu. Nó để tiền ổ kìa, tiền ổ được 5 triệu. Có mình mới mòn gì á? 5 triệu. Ổ nghiệp mà. Ổ biết nữa. Họ kêu mua đồ đàn cua ở shop mua đạt đồ về mà không mua mấy. Tâm 20 rác rồi đó, 24 mô tô à. Sao chứ? Chưa ngon rồi. Mới đi đi ai bà ông chẳng xác xác ra được nữa. Chả được chứ. Ây kìa bà chơi đó mới nữa. Chứ đem kia sung sả. Chứ là xóm mình nó đang là sung sả. Ồ, đã buồn ngủ kìa đi bạn. Đang ngủ tôm tím hả? Bây giờ anh biết vì sao? Chị rưới đi nhận luôn à? Chị rưới đi nhận luôn chứ?
đi nhậu luôn. Ấy để mặc đồ đi nhậu luôn. Phải mua gì tha một đồ quần dài cho được nữa. Nó có cùng đứa chứ, đi nhậu đi cho. Hay không mày, tao có dặn bái thôi chứ. Mà em được thôi chứ bình thường thôi má chị. Ta mà còn đùi đi miết mà. Tự nhiên gì mà còn già rồi chứ. Mới thấy ta toàn bằng đùi hết, nên em bằng đùi hơn vậy, cái chi gì vậy? Mấy suy nghĩ những người đó là không muốn đặng mình đi. Chúng ta phải nào đó đúng tâm mình ra mình vậy đó mà. Khi mà nào đó đặng mình như vậy. Mẹ còn một cái nhiệm vụ đã hôm ra. Đi khách. Đi khách. Đi cũng biết nhé. Có bị vô thù là không biết thôi. Ê mà đang mấy cái suy nghĩ điện thoại trước mặt mày đang hỏi chú mày không biết hơn quá. Có giờ quốc suy nghĩ hơn quá. Hả? Ê điện thoại này để trước mặt anh mà họ cầm họ dấu mà anh không biết mà. Anh đi tìm tới giờ đi tìm. Anh nói tao nói anh trường là kêu thế ngầu vô tao kêu á đụng mà đang không qua ngầu má ta đi ngầu má anh quốc. Thế mà khi còn mìm khi ngầu. Tâm hết vô máy thôi mà. Mà thật chắc rồi không gà thiệt mà. Thật chắc rồi nữa. Bình thường mày tặng qua kìa, xóa xóa. Ok bình thường. Qua giờ đó móc cái gì ấp rùng lần vẫn khỏe. À, mùa sang có con dắt nữa kìa. Con rồng á, có một nước máu con rồng nữa. Biết rồng nha, con rồng quán đuôi đây nè, lò quát luôn nè.
từ hàng giờ dài chứ mấy chị phải kêu. Chúng ta sau này sẽ có tất cả nhưng không có duyên. Chúng ta sau này đều có mọi thứ nhưng không có út bảy. Út bảy mơ, út bảy mơ ơi, út bảy em, bảy mơ bảy em. Chù, nghe hồn mà xa. Rượu để về để. Rượu tận gàng bọt cái nhà kìa. Mà nghe hồi sao anh ngành đi có chuyện gì nè, mấy anh shipper đi tới tập trung trọn một tam ngu luôn kìa. Cái ăn tiền nữa rồi, cái bờ tiền nữa rồi. Ở thank you.
chờ được mẹ. Còn tất cả đây hả? Mình là chính đứa đâu mà. Đại, câu kéo nữa mà. Mình tay hai két chưa xin gì mà. Hai bạn ấy gặp biết quốc rồi, mình quốc cá mà, quốc xin mình quốc cá mà. Mình quốc cá mà. Chịu chín đứa anh em cái đó mà là mình quốc cá còn đứa hai cá đó. Thì quốc cái nào đâu? Bỏ thứ cho mình đi cá đó. Thank you.
Không cần đâu. Mọi người biết rồi. Chắc là hồi sớm giờ tao không tin tốt với nghe luôn. Tao toàn nói chuyện với anh em. Ờ thì gùa là không biết nói gì. Bật lít nói chuyện với anh em vui đây nè. Nói cũng vui mà, chứ làm gì bà. Vừa lâu nữa chưa trò chuyện với anh em. Hả? Coi nào, coi lựa chọn. Quá hiểu mà. Dừng clip ở đây luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo clip của mình. Tạm biệt mọi người, bye bye mọi người.